Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em làm cái video này cũng là muốn do cái nhu cầu của thị trường Việt Nam mình, nếu anh chị có nhu cầu về cái hàng Nhật bãi rất là cao, cho nên là và thứ hai là cái trên thị trường thì nó trăm người bán vạn người mua, nó có những anh em rất là tâm huyết và cho ra những cái sản phẩm rất là tốt cho mọi người dùng. Thế ngược lại cũng có những cái bạn bán những cái hàng nó mang cái tính chất là trộm giật, hay là trên cái trang mạng, trang điện tử rồi những trang Facebook, những cái người mà thực sự có nhu cầu cần hàng bạn rất là khó chọn lựa. Cho nên là em cũng muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm cho mọi người khi mà muốn chọn những sản phẩm, được những cái sản phẩm nó ưng ý với mình nhất. Thì hôm nay thì em cũng làm một cái đoạn clip ngắn ngắn, gọi là giới thiệu một chút. Thì bản thân em cũng là thợ điện lạnh Liên, thì và em cũng đang làm rất là nhiều những cái sản phẩm của Nhật Bản, nội địa của Nhật Bản, nên là em sẽ giới thiệu review những cái sản phẩm mà em đang làm, qua những cái mỗi một sản phẩm em sẽ chia sẻ những kinh nghiệm để cho các bác lựa chọn, để cho các bác có những cái mà khi mà lựa cho mình những cái sản phẩm làm sao nó ưng ý với mình nhất và nó đúng với cái mục đích sử dụng của mình. Thì mong các bác ủng hộ kênh của em và cũng cho em những góp ý để em phát triển kênh làm tốt hơn, để mang đến cho những các bác cho mọi người những cái kinh nghiệm để mua hàng tốt nhất. Xin cảm ơn các bác.